Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng, và nơi đây có mối duyên nồng, và nơi đây em đang chờ anh say mộng kết tư. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng, và nơi đây có mối duyên nồng, và nơi đây em đang chờ anh say mộng kết tư. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng ngàn tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đợi ta.
trái tim, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà. Là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng ngàn tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly dịp nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi qua nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã khung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi qua nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Chúc mừng hạnh phúc,
thôi xin em không lo âu, tình anh không phai dài lâu.
nhạc sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao vây trầu. Này khăn đông đội tông, này đôi buông mộng mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh, mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Này khăn đông, chú bác anh chị em đại diện hò nhà gái, tôi được phép đại diện hò nhà trai hôm nay cùng một số các cụ các bà anh chị em của cô chú bác họ nhà trai có một số sinh lễ lên đây để trình, trước hết là các cụ tổ tiên, sau nữa đến các cụ các bà, rồi ông bà thân sinh cho cháu Hoa, để cho chúng tôi được phép làm thủ tục lễ ăn hỏi của hai cháu. Trong cái thời gian mà hai cháu Mười và Hoa tìm hiểu tương đối dài, đến nay cũng đã sinh hoa kết quả, các cháu đã quyết định tiến đến hôn nhân, được sự đồng ý của hai gia đình. Hôm nay gia đình họ nhà trai chúng tôi tiến hành làm thủ tục theo cái lễ nghi mà tập tục của Việt Nam, tức là của các cụ chúng ta. Vậy thì hôm nay chúng tôi cũng có một sinh lễ nên để trình các cụ công bà họ nhà gái, để các cụ công bà nhận và cho cháu Mười được làm con cái các cụ công bà trong họ nhà gái. Cụ, quý ông, quý bà, thưa toàn thể họ nhà trai, hôm nay được sự thống nhất của hai bên gia đình họ nhà gái chúng tôi xin trước hết là chân thành cảm ơn các cụ, công, các bà đã về họ nhà gái để dâng cơ lễ vật này với gia đình họ nhà gái chúng tôi. Gia đình chúng tôi xin đại diện xin nhận lễ vật của gia đình họ nhà trai, sẽ xin ghi nhận những lễ vật này để làm lễ vật của hai cháu, chứng tỏ lòng tình yêu của hai cháu đến với nhau thực sự và đến nay đã đơm hoa kết trái. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, bạn bè nam nữ thanh niên đã về đây giờ này. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Cuối cùng xin quý vị một tràng pháo tay để chúc mừng cho các hai cháu. Đêm về chỉ còn anh với anh,
đêm về chăn chọc thao thức âm thầm, đêm về ngồi ôm thương nhớ, nào em hay biết anh đã rất yêu thầm. Đêm về anh không còn thao thức, đêm về anh thôi hết âu sầu. Nay ta yêu nhau anh vẫn luôn mơ mộng, anh mơ đôi ta yêu nhau mãi không thôi. Mơ được yêu em thật say đắm, mơ được bên em đến muôn đời. Đêm từng đêm chẳng chọc thao thức, nỗi ưu tư ôm ấp trong lòng. Muốn có em trong vòng tay ân ái, muốn có em chung bước lối đi về. Anh vẫn nghĩ yêu là vui biết mấy, giờ mới biết nó e ấp khi yêu. Yeah! Mơ được yêu em đến muôn đời, đêm về chỉ còn anh với anh. Đêm về chăn chọc thao thức âm thầm, đêm về ngồi ôm thương nhớ, nào em hay biết anh đã rất yêu thầm. Nay ta quên nhau anh đã thôi mong chờ, ta vui tung tăng qua bao phố thân quen. Đêm về đêm về anh thôi hết âu sầu. Nay ta yêu nhau anh vẫn luôn mơ mộng, anh mơ đôi ta yêu nhau mãi không thôi. Mơ được yêu em thật say đắm, mơ được bên em đến muôn đời. Mơ được yêu em thật say đắm, mơ được bên em đến muôn đời. Thank you.
chung quanh người thân yêu của chúng ta là đưa xe người và mang đi hàng hoa. Trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ đây là giờ rất quan trọng và đặc biệt. Vì vậy chúng ta hãy lấy lòng thương mến nghĩa bạn bè và là cầu nguyện ước tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với hội thánh và nhờ Giêsu Kitô thần quả nài ban Chúa Cha, xin ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận ban phước lành và làm cho các tôi tớ Chúa sống tiếp hôn với nhau cùng mãi mãi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi tạo dựng loài người qua nam quân, Chúa đã muốn cho tất cả hai đêm một. Hôm nay là lễ thành hôn của Giuse Mười và Maria Hoa. Xin cho họ được chọn tình hiền nghĩa với nhau và biết mở rộng lòng yêu thương mọi người, làm chứng cho tình yêu vô biên của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, người là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn qua muôn đời. Và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất.
bài chính thức Thánh Phaolô tông đồ gửi đến những Efeso. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và lòng bình vì chúng ta. Với những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và lòng bình vì Hội Thánh để thánh hóa Hội Thánh. Khi người dùng nước và lời và thép này Hội Thánh để bày tỏ mình một thánh vinh quang, không yếu, không vết nhăn, không mắc điều gì khác tương tự, nhưng để Hội Thánh nên thánh thiện và vẹn quyền. Người chồng phải yêu thương vợ như mình, như chính mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc Hội Thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân thể người, bởi thế người nam sẽ lời cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ lên đủ thân xác. Một nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về đó là lời Chúa. Không thể thiếu trong cái bữa tiệc đó là
có ai đoán được là cái gì không? À, đôi đũa. Đôi đũa. Người phương Tây người ta tụ tiệc người ta dùng xiên với cái đũa bằng dao. Người Ấn Độ thì dùng cái gì ạ? Người Ấn Độ dùng tay bóc cà ri. Ấn Độ con đã từng được các sư Ấn Độ mời đến ăn cơm dùng toàn bằng tay bóc, nhưng mà nói trước trước đó vẫn là tay. Và người Á Đông chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta dùng đũa để ăn cơm. Đây là kiểu ăn rất đặc thù của người Việt. Dùng đũa thì bao giờ phải có đôi, không bao giờ dùng một chiếc, mà dùng đũa là cả một nghệ thuật. Cách cầm đũa phải nhẹ nhàng, khoan thai và dẻo dai. Khi mà chúng ta đạt tới tuyệt đỉnh của việc dùng đũa là sao? Và dùng đũa là cả một nghệ thuật. Và khi các con món ăn cũng như bàn cơm, đũa phải hoạt động nhịp nhàng, cả hai cùng giúp nhau để gắp thức ăn cũng như là bàn cơm. Việc đôi đũa hoạt động tương hỗ làm cho con liên hưởng tới sinh hoạt của vợ chồng. Đũa bao giờ cũng có đôi, một chiếc đũa không thể gắp được, không thể vả được cơm. Và khi người thanh niên đã đến tuổi yêu đương, bao giờ cũng chọn cho mình một người yêu. Và sau khi đã tìm hiểu nhau, ưng ý nhau và hứa hẹn lấy nhau, thời gian này người ta dùng một từ rất bóng bẩy, đó là, quý vị đoán được là gì không ạ? Đũa. Đũa đã thành công. Tìm hiểu câu tục ngữ đũa đá thành đôi trên, chúng ta có một số ý nghĩ về tương quan giữa đôi đũa và vợ chồng. Đũa phải có đôi, câu tục ngữ trên đã nói lên cái tư tưởng này. Dùng đũa thì bao giờ cũng phải đôi, không thể dùng một chiếc mà gắp thức ăn được. Vợ chồng là bạn đường, là ngang hàng, cộng đồng hưởng và ban sự sống. Tránh cái quan niệm lệch lạc xưa là chồng chúa vợ tôn, hoặc như quan niệm của Nho Gia ngày xưa là phu sướng phụ tùy, chồng nói thì vợ phải làm theo, không được như ý riêng, và người ta coi người phụ nữ là thứ bề. Và ý thứ ba là đũa phải xuôi chiều, nếu mà ngược chiều thì không thể gắp được. Chiếc đũa là có hai đầu, và đầu lớn và đầu nhỏ. Người ta gắp bằng đầu nhỏ. Nếu gắp bằng một đầu lớn và một đầu nhỏ thì rất khó và rất dễ để rơi thức ăn. Đây là trường hợp của đôi vợ chồng sống trong cảnh ông nói gà, bà nói vịt. Mỗi người một ý, không ăn khớp với nhau, gây lộn xộn trong gia đình. Thứ bốn là các con phải giữ cho đũa khỏi mốc, khỏi ngọt. Ăn xong ngày nào cũng phải rửa, phải phơi khô. Nếu không đũa sẽ bị mốc. Đó là khi vợ chồng không thể ý với nhau. Mỗi người thì một hướng, không biết. Nhiều khi bài đọc hai chúng ta phải nghe Thánh Phaolô so sánh hôn nhân của chúng ta chính là hình ảnh của Chúa Giêsu với hội thánh. Vậy con hỏi nhé, Chúa Giêsu có
bao nhiêu hôn nhân bị đổ vỡ. Đây là điều cha muốn nhắc nhở các con, cho dẫu thế nào các con cũng phải trung thành đến hơi thở cuối cùng. Chúa nói phúc cho ai trung thành đến hơi thở cuối cùng, tức được ngồi cùng bà và phải tu đến 10.000 năm mới được ngủ cùng giường. Các con phải biết là việc chúng con đến với nhau đây là một cái duyên, mà cái duyên đó các con phải tu tới 10.000 năm mới được ngủ cùng giường. Các con hãy biết điều đó để sống trung thành với nhau. Để kết luận, chúng ta vừa cùng nhau bàn về đôi lứa với một số suy nghĩ về cuộc sống vợ chồng. Hôm nay hai con có thể nói là đôi ta là bạn trong dòng như đôi lúa ngọc nằm trên mâm vàng. Đến lúc này coi như các con đã trở thành sư phụ của người dùng lúa rồi, hãy cố gắng giữ cho đôi lúa ấy luôn nguyên vẹn và làm cho bữa ăn trong gia đình được ngon miệng, thêm sức khỏe để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Và vì thế chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, khi tập dựng một loài người có nam có nữ, Chúa đã muốn cho cả hai nên một. Hôm nay là ngày lễ thành hôn của hai con Hoa và Mười, xin Chúa cho họ được chọn tình vẹn nghĩa với nhau và biết mở rộng lòng yêu thương mọi người để làm chứng cho tình yêu vô biên của Chúa. Amen. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt người đặc biệt của hội thánh và công đoàn. Đức Kitô giang rộng bàn tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh thần mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt hội thánh, cha bảo các con và ý đến của các con. Giuse người và Maria Hoàng, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có nguyện ngã một không? Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Vậy, bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự đồng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Thiên Thánh. Hãy xin mời mẹ em Maria Hoa và vợ của Chúa sẽ cùng với nhau khi chúng con những lúc gian nan, khi phải hoàn thành những lúc trẻ trẻ những lúc vật chăm sóc em mỗi ngày. Em Maria Hoa tận anh cho em mời làm chồng và hứa sẽ giữ lòng trung thủy khi thị vợ cũng lúc gian lao, khi bệnh hoạn cũng lúc bệnh khỏe để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa bỏ nhân lòng và y sự thuận của các con vừa bày tỏ trước mặt hội thánh và xin Chúa tôn cầu phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì khi Chúa kết hợp loài người không được phân ly.
Chúa và thúc đẩy cho những chiếc nhẫn này mà các con có thể thân tâm là có chỉ định nhau và bảo cho chị ta. Thank you.
anh chị em hãy bỏ nguyện để đi lên cùng tôi cũng là có anh chị em Thiên Chúa là Cha toàn năng trong thiên hạ. Con tha thiên hạ
xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong nước mình. Cùng với được chào hoàng Francisco, được chào hội chung xe chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong những hy vọng sống lại và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên con và cha mẹ và thân thần quyến thuộc chúng con đã đi chẳng trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào một ánh sáng tôn nghiêm Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót cho tất cả chúng con được đồng ở sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria và Thiên Chúa các thánh trong đồ và toàn thể các và cùng với các thầy chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Tin nhờ người với người và trong người mà bằng danh dự và vinh quang để quy về Chúa là Cha và Năng trong sự thập nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Thank you.
trăm lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã giải cho hai anh chị Giuse Mười và Maria Hoa đã kết duyên với nhau và đã sử bi tích hôn nhân mà thanh hoa môi triển vua hôn. Giờ đây vì lễ tế này xin Chúa ban bổ giáo ân sủng để họ sống hòa thuận trong cùng một tình bác ai. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Con ở đây quỳ. Xin tất cả cúi đầu để đón nhận phước lành. Xin Thiên Chúa là Cha hạnh phúc giữ gìn hai con luôn hòa thuận thương yêu nhau. Xin Đức Kitô ban cho hai con được bình an và cho gia đình hằng yên vui đầm ấm. Amen. Chúc hai con được bạn hữu mến thương giúp đỡ và sống hòa thuận với mọi người. Amen. Chúc hai con trở thành nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian, luôn rộng lòng đón tiếp người nghèo khổ để ngày sau chính họ sẽ đền ơn và mời đón hai con vào nhà Cha trên trời. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Thưa Cha, thưa quý chức ban hình giáo, đội kim nhạc giáo xứ, ca đoàn giáo xứ, quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể cộng đoàn đã không quản đường xá xa xôi, đã đến cùng với Cha chủ tế hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và đặc biệt hơn là đã cầu nguyện cho đôi tư đôi hôm nay. Con đại diện cho hai gia đình cảm ơn Cha cùng tất cả quý vị, xin Chúa ban điều ơn đại sứ cho vài giờ này. Con xin cảm ơn. Yeah.
ngược ra bắc, mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp, xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh xa xuyên lý chung tình. Quán hò người ơi thương tư mà chim sao, sẽ chỉ luôn kim thiếp thương chàng từ lâu. Sáng hôm nay quê tôi ra xem cô dâu con
con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dễ quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Cười thật tươi, ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, mùa
sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Cô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hát nhà hai chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính á năm mà này đó cưới luôn cho thằng à Sáu. Anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mằng xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền mới xinh quá chị xui ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi, nếu tiện cái tụi mình tính luôn chuyện chị với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ok. Bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm này đã cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mằng xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền nó xinh quá chị xui ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi, nếu tiện cho tụi mình tính luôn chuyện chị với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng. Cho nhau môi mặn hướng nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Ô vui quá xa trời ơi, ô vui quá xa chị ơi, ô vui quá xa anh ơi, ô vui quá xa bà ơi.
hoa xăng bao cô nàng mỉm cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với bao màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bến mới, bến yên lành xuôi mái chèo vơi. Đến thanh bình ta sống thành thơ. Làng quê ta đêm nay vui quá, thuyền hoa chân mang giày đâu che khăn nỉ, đôi môi hồng mỉm cười tươi tắn. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đi mắt sang em khờ. Sự diện của tất cả quý vị tân khách đã có mặt tại hôn trường cưới ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép ban tổ chức xin được thay lời cho gia đình, thay lời cho cô dâu chú rể, trân trọng gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào kính mến. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị tân khách, được sự tác hợp của đôi bên gia đình cùng sự đồng ý của chính quyền hai phương xã Kim Tân và xã Hòa Bình, và rất vinh dự cho đôi tân nương và tân nương được cha xứ làm lễ kết hôn rất long trọng tại ngôi thánh đường giáo xứ Hải Linh. Và hôm nay trước sự hiện diện của tất cả quý vị, gia đình xin trân trọng cảm ơn. Và kính thưa quý vị, đúng là thuốc thơm thì đượm với hương trà, thắm tình tân lễ đậm đà tình duyên, thuốc thăng long tỏa hương mùi hạnh phúc, chén trà xanh thắm đượm tình quê. Xin được trân trọng kính mời tới tất cả quý vị, chúng ta cùng nhau nâng ly trà, tỏa mùi khói thuốc và nổ những tràng vỗ tay thật to, lồng nhiệt chúc phúc cho đôi bạn trẻ mãi mãi bền lâu. Và thưa quý vị, giờ đây thì kính mời quý vị cùng đón nghe những lời phát biểu chân thành nhất cả các cô, các bà, cô chú bác, anh chị em, cũng như là bạn bè, thanh niên nam nữ của cháu Hoa và bên họ nhà gái. Tôi được phép đại diện họ nhà trai. Hôm nay có một cô chầu đến để trước hết là xin phép các cụ tổ tiên, sau nữa đến các cụ cô các bà trong họ nhà gái cũng như là ông bà thân sinh cháu Hoa, cho phép chúng tôi được đưa cháu Hoa về nhà trai để làm lễ thành hôn. Cùng dành những tràng vỗ tay nồng nhiệt dành tặng cho những lời phát biểu của đại diện họ nhà trai. Rất xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Và giờ đây thì kính mời quý vị cùng đón nghe những lời phát biểu của đại diện họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Quý cụ, quý ông, quý bà, thưa quý khách cùng toàn thể cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ thanh niên của hai cháu, hôm nay rất vinh dự cho nhà gái chúng tôi đã được nhận những cơ trầu, trong đó duy nhất là có cháu rể tương lai của gia đình. Sau đây tôi cũng xin nhận tất cả những lời phát biểu của nhà trai với gia đình nhà gái chúng tôi. Cuối cùng xin chúc quý vị nhà trai, quý cụ, quý ông, quý bà, quý khách lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chân thành cảm ơn. Nhìn ra đây, vào đây nào. Rồi đẹp rồi. Đấy cho mời bác để luôn. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bến xưa. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em
trái nở hoa. Có em về chăng sáng đời em vang cả dòng sông, dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bến mới, bến yên lành xuôi mái chèo vơi, bến thanh bình ta sống thành thơ. Làng quê ta đêm nay vui quá, sức em về trên chiếc thuyền. Hoa chân mang giày đâu che khăn nỉ, đôi môi hồng miệng cười tươi tan. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây. Mắt sang em hơn cả phần trăng. Xin cảm ơn vị MC tặng hồi hương bài hát rất là sôi nổi. Bây giờ tôi cũng xin được phép là nhà chồng của cháu Hoa có chút quà để tặng cho cháu. Chờ về nguồn, chờ yêu qua bến xưa. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa. Có em về trăng sáng đời anh. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa. Có em về trăng sáng đời. Mặt cho hỏi nhà trai là sau các cái lễ nghi thủ tục xin dâu thì cũng xin mời cùng với lại gia đình nhà trai chúng tôi về nhà trai để dự tiệc lễ thành hôn của hai cháu. Thân là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền.
tình nhớ bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu vôi kia thăm mãi bên giàn trầu mai sau đôi lửa chung nhịp cầu cầu đưa em qua bên sông nhịp cầu đưa em qua phố đông gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng theo anh về phố chợ thanh thang trên con đường nắng đổ chan chan gió miên man theo từng bước chân nào đám cưới về trên thành đô hôm nay trông chú rể thật là hiền trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ Yeah.
về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau hơn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tin một con đường trắng trình, nguyên một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Chú rể mới em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hương, còn anh là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu, là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất, anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Nằm mộng mơ trong nắng trong sương, về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thình thang, dọc ngang một cõi mình mông cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung như kiếp dân ga, sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Một vàng hai đứa ngỡ chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tú lương tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới tung lều xinh. Rồi mình đi kiếm lưu xanh mình kết làm anh. Rồi mình xin khóm chúc sinh trồng hết chung quanh. Mai vườn hoa cúc hoa mai nào khác chỉ tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chỉ anh. Rồi nghe cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều ly tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào em ơi, túp lều ly tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào em ơi, túp lều ly tưởng. Đó ta xây bình xuyên bất tình, không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đến như mơ đàn con xin. Tình mình không chắc như mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Các bạn của hai học Vân Bên đã trải qua những chặng đường dài đón sâu vô cùng vất vả và cực nhọc. Đó là biểu hiện tình cảm thương xuân mến cháu của các bộ ông bà cô bác. Ngay trong chương trình xin mời cô bác chúng ta sẽ lên trên hôn trường cưới để chuẩn bị những lời cảm ơn tới các cụ ông bà cô bác, cũng như để kết mối thông gia chứng kiến tình cảm. Mời cô bác anh chị các bạn dành cho đại gia đình chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn trong chương trình hôm nay. Vâng, kính thưa cô bác anh chị, các bạn trẻ thân mến, và các cụ thì có câu kim có đầu chỉ có con, để gửi tới các cụ ông bà cô bác, các anh các chị cũng như toàn thể quý vị từ bốn phương trời những lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Ngay sau đây sẽ mời một ông đại diện cho gia đình họ nhà gái có mấy lời phát biểu tới các cụ ông bà cô bác, anh chị và các bạn trong hôn trường cưới buổi sáng ngày hôm nay. Họ nhà gái, tôi xin đại diện cho họ nhà gái rất cho hoa về nhà chồng để làm dâu làm con của gia đình ông bà ông quý. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, đúng là sự hiện diện của gia đình họ nhà gái chúng tôi cùng với gia đình họ nhà trai để xây tổ ấm cho hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Hôm nay trước hết tôi xin được có mấy lời chúc hai cháu như sau. Cháu Mười và cháu Hoa thân mến, đúng là một chặng đường dài rất vất vả và xa xôi, nhưng các cháu hãy cố gắng vượt qua trong những giây phút này và những ngày này hạnh phúc nhất trăm năm của cuộc đời. Vậy gia đình nhà gái chúng tôi xin giao
cháu cho gia đình, quý cụ, quý ông, quý bà để được nuôi dạy dỗ cháu nên người. Trước hết, tôi xin được cảm ơn quý cụ, quý ông, quý bà đã đón tiếp họ là gái chúng tôi rất lồng nhiệt. Xin chân thành cảm ơn và xin chúc hôn trường một buổi tiệc thành công rực rỡ. Xin cảm ơn. Tiếp theo tôi xin trân trọng kính mời và đồng đại diện cho nhà trai đáp lời gia đình họ là gái trong chương trình hôm nay, và cũng là lời cảm ơn tới tất cả các quý vị đại biểu, các bác anh chị các bạn trong hội đồng cưới buổi chiều nay. Trước hết là thay mặt cho gia đình nhà trai là xin chào trên nhận tất cả những lời chúc lành cũng như là bàn giao dâu cho nhà trai chúng tôi, xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý cụ, ông bà, cô dì, chú bác, quý khách cùng bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu, được sự nhất trí của hai gia đình và sự thống nhất của hai cháu, hôm nay hai gia đình sẽ tổ chức bữa thành hôn cho hai cháu. Ngày hôm nay tuy thời tiết rất là oi bức nóng nực nhưng mà đã được sự hiện diện của quý cụ, ông bà, cô dì, chú bác cũng như bạn bè thanh niên nam nữ đã không quản ngại thời tiết đường xa đã về đây để chung chia trong ngày vui tiệc mừng này. Vậy thay mặt cho ban cho hai gia đình xin chân thành cảm ơn và xin mọi người chúng ta dùng bữa tiệc để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu, xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý vị, và niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao của gia đình đôi bên là bây giờ thì chú rể cô dâu đã chính thức trở thành một đôi trai tài gái sắc, trở thành người lớn thực sự, và cũng là để đáp lại tình cảm của những người cha người mẹ đã thân sinh ra chú rể cô dâu biết bao nhiêu công thành giáo dưỡng. Và ngày hôm nay thì chú rể cô dâu đã trở thành một đôi trai tài gái sắc, và ngay sau đây xin mời quý vị, cô bác, anh chị, các bạn chúng ta hướng về phía hôn trường và đón xem chương trình mở rượu gạn lên những lâu đài tình yêu tượng trưng cho mối tình thủy chung son sắc của chú rể cô dâu. Vậy xin mời quý vị, cô bác, anh chị, các bạn trước tiên gạn rượu. Tình yêu đã xong và chúng tôi cũng xin mời chú rể cô dâu gạn những ly rượu hạnh phúc về đáp lại tình cảm công thành giáo dưỡng của những người cha người mẹ. Xin mời cô ly rượu mời bố mẹ của chú rể và cũng như chú rể nâng những ly rượu mời bố mẹ của cô dâu trong chương trình buổi trưa hôm nay. Và ngay sau đây thì chú rể cô dâu sẽ méo tay nhau. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị, cô bác, anh chị, các bạn rất nhiều. Cảm ơn chú rể cô dâu, cũng như cảm ơn đối với gia đình, bố mẹ sinh thành ra cô dâu, bố mẹ sinh thành ra chú rể. Vâng, xin mời các cô, các bác sẽ xuống dưới hôn trường để tiếp tục. Tôi hát bài ca người ca cánh lúa và người trong lúa cho quê hương. Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế, đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, bàn tay bắt đầu từ đôi mắt, tình yêu bắt đầu từ hôm nay. Từ bàn tay xưa cây trong gió bắt chất nỗi buồn sâu dưới trời mưa buồn, và đôi vai xưa kéo cày nay trâu, vì không có vì nương đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lái mây cày và bảo cô gái sẽ ngồi máy cây. Chiếc cầu tre trên vênh nhỏ bé đường đất đã hờ, đi tới tương lai ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay ngày mai.
bắt đầu từ ngày hôm nay. Cứ mùa nước lúa chớ phù mô ăn quả ngọt ngọt như cây buồn trầm, và thấy quê hương cố về yêu thương. Bàn tay chiến đấu, bàn tay kiên thiết sắp xếp giang sơn, những bàn tay trung dũng kiên cường mà đường đi nơi chân trời mới xa. Như tình yêu trao cho tình yêu, trong gian khổ hạnh phúc tới rồi. Cô bác, anh các chị và toàn thể các ca sĩ từ thành phố Hà Nội thân yêu, bạn bè thanh niên nữ của chú rể cô dâu thân mến, trở về trong ngôi niềm vui cỏ gia đình. Thanh lời cỏ gia đình, cái tiếng nói của chú rể cô dâu. Xin chúc quý vị đại biểu, cô bác, anh chị, các bạn sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Chúc chú rể cô dâu trăm năm hạnh phúc. Làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương niệm sáng, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn.
hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi, lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chấp đôi cánh những thiên thần. Em ơi, lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi hồn. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời cao thành vương điểm sáng, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Đôi cánh nhung thiên thần, em ơi, lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa.